Trên tuyến quốc lộ 26, tính từ địa phận huyện Madarak đến thành phố Buôn Ma Thuột, không khó để bắt gặp những hoạt động vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, công trình xây dựng, buôn bán, kinh doanh vẫn tràn ra lề đường, vỉa hè, cản trở giao thông, nhất là tại các khu vực tập trung đông người như chợ dân sinh, chợ tạm, cổng trường học, bệnh viện, v.v. Lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Madarak cho biết, thì trong thời gian qua, vấn đề quy hoạch đã được thực hiện đối với những căn nhà được xây dựng ở ngay trung tâm thị trấn, mà đặc biệt là ngay khu vực chợ nơi tôi đang đứng, thì các căn nhà xây dựng như căn nhà sau phía sau lưng tôi, theo quy định là phải xây dựng cách tim đường 18m, nhưng đối với căn nhà này và nhiều căn nhà khác ở đây thì không đủ 18m tính từ tim đường trở vào. Cô chứ cái đấy là cô ngồi liêu thôi chứ đấy là ngồi đấy phạm thuộc với hành lang của giao thông đó cũng ngồi được, nhưng mà cô chứ đấy là dư nữa thà đứa con nó dài dữ đi không lai là cử chỉ chứ ngồi rồi thôi chứ mà trên đấy mà cũng ngồi được thì cô cũng cho cô ngồi thì cô không chạm ngồi đâu. Biết vi phạm nhưng vẫn liều là điều dễ thấy ở những người có liên quan, vấn đề là xử lý từ các cấp chính quyền cũng như các cơ quan chức năng chưa triệt để. Khi phát hiện ra những cái vấn đề mà nó phức tạp ấy, thì lại nhắc nhở các tổ để rồi triển khai các cái biện pháp tuyên truyền vận động. Tuy nhiên có một cái số hộ và đặc biệt là xung quanh chợ vì cái lợi ích trước mắt và lợi ích cụ thể của họ cho nên là họ vẫn có cái biểu hiện là chây y. Ý thức chấp hành của người dân thì có một số người dân là chấp hành rất là tốt, cũng có một số người dân thì về cái chấp hành là chưa được tốt lắm và chưa được thường xuyên lắm đối với công tác là về cái hành lang an toàn giao thông. Cứ thế, sau những đợt ra quân giải tỏa vi phạm vỉa hè, lòng đường rất rầm rộ, rồi đâu vẫn lại vào đấy.